Dạ, kính bạch sư phụ, con xin chia sẻ một cái kinh nghiệm thay cái tiền lì xì bằng một cái món quà khác, là đặc biệt là với lứa tuổi lớn lớn như chúng con. Thì bây giờ mấy năm nay rồi, một số giáo viên như chúng con, một số những anh chị em trong nghề công tác xã hội đó, thì lì xì cho con cháu một cái mệnh giá rất ít thôi, nhưng mà thay bằng là lì xì tiền, lì xì sách. Dạ, lì sách những cái quyển sách vĩ nhân, những quyển sách lịch sử, những quyển sách danh nhân, và kèm theo đó là chỉ cách cho con cháu đọc và đặt những cái câu hỏi nữa, chứ còn nếu tặng không là cháu nó cũng cất để đó. Nhưng mà dạ, lì xì sách đó đôi lúc tiền nó còn nhiều hơn là lì xì vào bó thơ. Sách, dạ sách thì tụi con lấy những cái sách mà mình đang có ạ. Dạ, à, nếu mà lấy mua sách đó có rồi thì tốt. Dạ. Chứ còn bây giờ quyển sách giờ toàn trăm mấy chục ngàn, 200 ngàn không? Dạ. Dạ, thì tụi con tận dụng những nguồn sách, thường nhà giáo thì sách nhiều, hay tận dụng những cái nguồn sách đó, sách về lịch sử, sách về những cái gì ích lợi hay kỹ năng sống, học làm người mà chúng con có, thì chúng con tặng tùy theo lứa tuổi. À, và thời lượng chương trình thì cũng sắp hết rồi, nhưng mà có một điều chúng con cũng xin phép sư phụ chia sẻ về điều này. Con thấy nếu không chia sẻ thì cũng rất là thiếu với cái thủ tục ngày Tết. Con thấy đó là cái việc mà ăn nhậu thường xuyên đó. Dạ, ăn nhậu. Mà chính cái việc ăn nhậu rồi phải nấu nướng, thường ngày Tết là phải nấu nướng nhiều món hơn ngày thường, thì con thấy một cái điều là nó đi kèm, nó phạm giới của mình, đó là cái về nghiệp sát sanh đó. Thì con không biết là cái này thì bây giờ chúng ta có thể có cái cách nào để chúng ta tỉnh thức trong cái vấn đề ăn uống trong ngày Tết, nó vừa bảo đảm sức khỏe mà nó không gây ra những cái, thậm chí uống rượu bia và gây bất hòa trong gia đình nữa ạ. Dạ. Vào ngày Tết đó, cũng như bao nhiêu ngày khác, chúng ta nên nhớ nguyên tắc đó, là ăn nhiều, uống nhiều dẫn đến bệnh nhiều. Trên nền tảng tốn hao nhiều, đó là điều không thông minh. Cho nên ngày Tết thì cần phải tỉnh táo. Mà muốn tỉnh táo thì không nên uống rượu bia, vừa đỡ tốn tiền đó. Thứ hai đó là khi mà uống rồi đó thì phải ăn. Mà ở ngày Tết á, là thức ăn á, đều á, lên giá, mọi thứ á, đều mắc tiền. Như vậy ăn nhậu vào ngày Tết nhiều á, thì chi tiêu nó lại tốn hao, vốn không cần thiết. Cho nên tiết kiệm thì chúng ta nấu sẵn, tự làm ăn thì cho nó khỏe. Còn nguyên tắc ăn uống á, thì thầy khuyên quý vị nên tham khảo cách thức của người Nhật. Người Nhật họ ăn rất ít. Miễn là trong một ngày, đối với một người nam cao trung bình 1m70 cho đến 75 thì lượng calorie cần thiết cho một cơ thể là 2200 đến 2400. Còn nếu đó là một người nữ thì lượng calorie cần thiết đó là 1800 cho đến 2000. Chia ra 2 lần ăn hay là 3 lần ăn là tùy. Và bằng cách đó ở Nhật Bản, ngoài những ông sumo được huấn luyện theo một chế độ ăn đặc biệt để lên đến là 200-300 kg đô vật, thì còn lại đó hiếm tìm thấy một người Nhật béo phì, vì họ ăn rất ít. Thứ hai là đi bộ rất nhiều, mỗi ngày trung bình người Nhật đi bộ khoảng là 4 cho đến 8 cây số. Họ đi làm bằng mấy hệ thống cao tốc á nha, xe lửa cao tốc hay là xe tram, từ nhà đi bộ đến ga, rồi đến cái trạm xuống đi bộ đến công ty, thì cái khoảng cách là như phải đi vận về ngày đến 4 đến 8 cây số là chuyện bình thường. Ngoài ra chiều họ còn tập thể dục nữa. Đó là những thói quen rất là tốt cho sức khỏe. Nói tóm lại, ngày Tết đó, nhớ đừng uống rượu, đừng cờ bạc, đừng có ăn nhậu nhiều, bởi vì những ngày đó chúng ta cần phải giao tiếp, dành thời gian cho những gì điều cao quý, chúc tụng lẫn nhau, rồi đến chùa lại Phật, mà xỉn vào rồi thì còn gì nữa không hả? Cho nên cố gắng hạn chế những điều này, và phải xa lánh những cái thú vui đỏ đen, rồi cá độ hơn thua, vì đã làm tan quan hạnh phúc gia đình, chứ không phải chỉ gây cái sự khó khăn về tài chính sau khi mình bị thua đâu.
Dạ thưa, chúng con còn xin phép sư phụ một câu hỏi cuối cùng. Qua những cái điều mà chúng ta biết là nên làm và nên tránh đó, thì Phật tử chúng con cũng xin sư phụ chỉ dạy cho chúng con làm thế nào để trong những ngày Tết mình vẫn đón xuân, mình vẫn quây quần với con cháu sum họp, nhưng mình không có bỏ cái sự tinh tấn tu tập. Bởi mình là người Phật tử thì luôn luôn mình sẽ nhớ cái điều này. Và tinh tấn tu tập trong ngày Tết thì thường chúng con sẽ phải làm những điều gì để chúng ta có thể hài hòa với lại phong tục Tết của gia đình? Và tại sao một cái phong tục đó là tại sao mà đầu năm thì các chùa đều phải tổ chức hành hương thập tự ạ? Dạ. Thì chúng con ở đây chúng con cũng thường là tham gia những sinh hoạt này, thì chúng con xin phép sư phụ chỉ dạy. Và khi đến chùa ngày Tết thì cái điều chúng ta nên tránh là gì ạ? Dạ. Theo văn hóa Phật giáo đó, thì cộng đồng Phật tử được khích lệ từ đêm giao thừa cho đến hết ngày mùng 1 á, thì dành cho thiêng liêng. Đó là mình dành thời gian đi chùa, lại Phật, rồi phát tâm làm phúc, rồi ngồi tĩnh tâm, rồi nghe một bài pháp thoại hay là tham dự một cái thời kinh, để trong một năm á, nhờ cái định hướng đó nó làm cho mình được tỉnh táo, tỉnh thức, chánh niệm, an vui, và định hướng cho sự nghiệp của mình nó cũng được dễ dàng. Tập tục hành hương thập tự đã có lâu đời rồi. Trước đây thì hành hương á, là đi bằng đường bộ. Bây giờ chúng ta có xe tập thể thì nó tiết giảm được thời gian. Đi cùng nhau đó thì rất là vui. Và ở chùa Giác Ngộ á, từ thời của sư ông thì mỗi năm á, đi hành hương khoảng là 2 xe, có khi là 4 xe. Đến thời của thầy đó thì hiện nay đó đi hành hương ở chùa mình á, vào ngày mùng 2 Tết á, trung bình đó là 20 đến 24 xe bus. Mà năm nay đó vì biết là số lượng người đăng ký đi hành hương có 10 xe thôi. Và chùa Hấn Quang đó mỗi năm đó là 24 xe, năm nay là không có người đăng ký luôn. Mặc dù cái tiền đi hành hương nó chỉ có đôi 300 ngàn á, mà nhiều người còn không có tiền để đi. Đó là cái khó khăn nó phủ trùm. Như vậy chùa mình vẫn giữ được 10 xe bus đó là cũng là một trường hợp ngoại lệ đó. So với mỗi năm nó chỉ còn không tới 45% trên tổng số xe. Thì đi hành hương á, nó có ý nghĩa thế này nè, là chúng ta sẽ đi 10 chùa. Ở một cái chùa đó, bản chùa là một thông điệp. Thì bản chùa nó có tên chùa đó, thì cái nội dung của tên chùa là một thông điệp. Thì thường đi đến đâu đó thì thầy sẽ tóm tắt cái ý nghĩa lịch sử, giá trị chính của ngôi chùa đó để chúng ta ôm về phương diện văn hóa phi vật thể. Rồi thông qua đó thì thầy mới nói cái lời Phật dạy, hoặc là gắn liền với con giáp nào đó từ góc độ kinh điển để chúng ta có thể hiểu, chiêm nghiệm thêm. Điều thứ hai đó là khi khích lệ những người tham gia hành hương đầu năm bỏ một cái khoản tiền ra để chúng ta làm phúc cúng dường cho các chùa mà đi ngang qua. Thì 10 chùa, ví dụ giờ quý vị đóng góp tiền trên xe thì bắt đầu chia tổng số tiền của mỗi một xe đó ra là 10 phần. 10 xe mình gộp lại thì mình mới cúng cho các chùa mình đi. Và cái chùa mình dừng lại ăn sáng, ăn trưa với lại ăn chiều trên đường mình đi về đó, trên đường đi và đường về, thì chúng ta sẽ cúng nó phải tương đương hoặc là nhiều hơn cái tiền mình ăn cái khẩu phần đó. Đó, thì đó là cái cách để mình giúp đỡ cho các chùa mình có cơ đi qua, để họ có cái nguồn đó làm các cái Phật sự cho Phật giáo địa phương, hoặc là làm cái Phật sự đó cho cộng đồng thông qua góc độ an sinh xã hội và nhiều cái chương trình hữu ích khác. Rồi, thứ ba đó là trong cái ngày đi hành hương như vậy đó, từ lạ trở thành quen, khi mình được sắp xếp tình cờ trên một chiếc xe dựa vào cái thời điểm mà mình đăng ký, thì mình sẽ ngồi chung với những người đó và mình sẽ có thêm bạn bè là Phật pháp mới. Rồi từ cái quen biết nhau như vậy đó, biết đâu nó mở ra nhiều cái cơ hội cao quý khác. Vì người tu học Phật đó thì tin nhân quả và tin kiếp sau. Người có tin nhân quả lỡ có làm điều xấu á, thì cũng làm xấu ít hơn. Lỡ có làm điều gì nó không đúng thì cũng làm nhỏ hơn. Và trong lúc mà làm không đúng, làm điều sai đó, thì cũng cảm thấy rai rất lương tâm và cam kết không tái phạm trong tương lai. Còn mình kết bạn với những người mà không tin nhân quả, không tin kiếp sau á, thì khi họ làm điều xấu ác, họ sẽ làm xấu ác dữ dằn hơn.
Khi chửi ai thì chửi một cách đó là tàn canh bạc kiếp hơn, khi lừa đảo ai cũng lừa đảo dữ dằn hơn đó. Cho nên là cố gắng kết bạn với những người tin Phật Pháp, tin nhân quả, tin kiếp sau, để chúng ta có được những người bạn lành. Khái niệm Phật học gọi là thiện hữu tri thức, là người có kiến thức lành, người có kiến thức nhân quả, người có kiến thức Phật Pháp. Thì cái việc kết giao với họ sẽ giúp cho chúng ta là trải nghiệm được cuộc sống hạnh phúc và bình an. Tức là ba ý nghĩa căn bản của việc đi hành hương thập tự. Và nó làm cho mình đó là chăm sóc đời sống tinh thần mình rất là tốt trong ngày đầu năm. Và thông qua đó chúng ta sẽ có một cái thói quen cân bằng cuộc sống giữa giá trị vật chất thông qua việc ăn uống, rồi nhà cửa tiện ích đủ đầy, với giá trị tinh thần nó cũng cần thức ăn bổ dưỡng để nuôi, để từ đó chúng ta có được cái cảm xúc tích cực, thái độ tích cực, nhận xét tích cực, rồi trải nghiệm của cuộc sống một cách tích cực. Cho nên thầy khuyên quý vị nên dành thời gian đi lễ bái các chùa vào đầu năm. Còn chùa Giác Ngộ thì thường tổ chức vào ngày mùng 2 Tết. Nó đã trở thành truyền thống 50-60 năm rồi. Và sau này và thầy có qua đời thì ai làm chủ trì chùa này cũng tiếp tục cái truyền thống đó. Và thế hệ sau cũng tiếp tục ngày mùng 2 đi chùa. Và chúc quý vị có những chuyến hành hương đi cá nhân, đi với gia đình, hay là đi thông qua một ngôi chùa nào tổ chức được an lành, hạnh phúc, bình an, học được nhiều điều mới trong chuyến đi. Dạ, kính bạch sư phụ, chúng con đã được nghe những lời dạy của sư phụ rất là cặn kẽ, rất là chân tình, và chỉ dạy cho chúng con biết những điều nên làm, những điều hay nên theo và những điều nên tránh, để làm sao cho ngày Tết để chúng con được thật sự là an lạc, an vui, đón Tết thông dong, mình được chào một xuân an lạc.